Xin kính chào tất cả quý vị, anh chị và các bạn đã quay trở lại với showroom ô tô HHD CL2 có địa chỉ 106 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội, và em là Đức Hoàng. Ngày hôm nay thì em Hoàng sẽ giới thiệu đến quý vị anh chị một trong những cái mẫu xe có thể nói rất là hot và cũng như là rất độc đáo trên thị trường. Đó là mẫu xe BMW 528i phiên bản GT, một chiếc xe rất hiếm hoi trên thị trường chuyển nhượng xe ô tô đã qua sử dụng. Chiếc xe này của em thì là có gam màu ngoại thất là màu đen, nội thất bên trong là màu kem, biển số Hà Nội. Chiếc xe này thì là sản xuất năm 2016. Vậy thì có cái gì nổi bật và với cái tầm khung giá khoảng 1,4 tỷ thì chúng ta sẽ được tận hưởng những cái option gì của chiếc xe này, thì em Hoàng sẽ giới thiệu và trải nghiệm và cuối cùng là báo giá đến quý vị anh chị mẫu xe rất là độc đáo này đang có mặt tại bên em nhé. Ở phiên bản B Series 5 thì em nghĩ là phiên bản 528i GT là một trong những cái phiên bản được nhập khẩu khá là hiếm hoi về thị trường Việt Nam. Bởi vì tại sao? Bởi vì phiên bản GT này thì nó sử dụng chung khung gầm và cũng như các cái thông số kỹ thuật giống như những chiếc B Series 730. Đấy. Về phần đầu xe thì quý vị anh chị có thể thấy là cái lối thiết kế của BM thì nó ở phiên bản này thì nó đã nhìn trông nó thánh thoát hơn, nó đẹp hơn so với những cái phiên bản 520i thường. Phần đèn pha thì vẫn được trang bị là hệ thống đèn pha bi xenon có hỗ trợ góc đánh lái, và ngoài ra thì chúng ta sẽ có các cái phần tinh thể LED nằm ở phần này, rất là đẹp luôn. Một chiếc xe lăn bánh từ năm 2016 nha, đến nay thì mới chỉ có chạy được hơn 50.000 thôi, hơn 50.000 một chút thôi nhé quý vị anh chị nhé. Mặt ca lăng thì vẫn là lối thiết kế hai quả thận tương xứng, vẫn rất là đẹp đúng không ạ? Chiếc xe này của em thì em có cơ duyên được mua và phục vụ của một bác khách hàng cũng đến từ kênh YouTube, và anh cũng rất thích những cái dòng BMW, đổi sang một chiếc BMW khác ở bên Hoàng. Đấy thì là bên em đã có cơ hội được phục vụ và lấy lại chiếc xe này. Đấy, phiên bản 528iGT thì thật sự nó là một phiên bản rất là hiếm hoi trên thị trường nhé quý vị anh chị nhé. Phần đuôi xe này quý vị anh chị có thể thấy nó là line thiết kế giữa những cái mẫu hatchback và những cái mẫu SUV, cho nên là chúng ta sẽ có một cái form dáng nó giống như những chiếc crossover đấy ạ. Đấy, nhìn trông rất là đẹp luôn. Cái phần đèn LED này, đèn LED ở phía dưới này rất là đẹp luôn. Biển số Hà Nội cũng rất là tươi và dễ nhớ nhé quý vị anh chị. Phiên bản GT, chiếc xe này thì sử dụng chung hệ thống khung gầm giống như những chiếc BCD7, nhưng ngoài ra thì động cơ lại rất là mạnh mẽ. Đấy. Ở đời này thì xe đã được trang bị cốp điện này, đá cốp rồi, tất cả mọi thứ rất là đầy đủ luôn. Gia chủ trước thì cũng rất cẩn thận khi mà trang bị thêm cho chiếc xe thảm 4D 5D phủ đầy cốp luôn. Đây, tất cả các phần nhựa này của chiếc xe vẫn còn rất là mới nhé quý vị anh chị nhé. Mọi thứ keo chỉ này. Đấy, rồi là các cái phần nhựa của chiếc xe này. Đây. Đấy, keo chỉ này. Và em thấy đánh giá là các cái phần thiết kế về bản cốp rồi tất cả mọi thứ cánh cửa của nó đều rất là dày dặn nhé quý vị anh chị. Thật sự luôn, nó rất là dày. Cháu hỏi tại sao mà cái dòng này chạy cách âm chống ồn nó lại tốt đến vậy ạ? Đấy. Rất là tốt luôn, cách âm chống ồn của những cái chiếc 528iGT này thì rất là tốt luôn ạ. Đây, bộ mâm thì la răng phay 18i, còn rất là mới luôn quý vị anh chị này, chưa một vết xước luôn. Đây. Nhìn cái bộ mâm này em đã nhìn trông đã thấy thích rồi. Đấy. Bác nào mà đang sử dụng những cái dòng này rồi thì thông qua clip cũng có thể đánh giá được về chất lượng xe một phần nào đó. Ở cái phần cột C của chiếc xe này thì nó có thêm cái phần ô kính ở phần này. Đấy, thì nó là chiều dài cơ sở những cái chiếc B528iGT thì nó sẽ chiều dài cơ sở nó sẽ dài rộng hơn so với những chiếc xe bình thường nhé quý vị anh chị nhé. Đấy, xe thì cũng được trang bị tính năng là mở cửa một chạm. Đấy, chúng ta chỉ cần đeo chìa khóa đến đây và mở cửa một chạm thôi. Cửa hít đầy đủ hết rồi quý vị anh chị này. Đây. Đây là option không thể thiếu của B Series 5, cửa hít nguyên bản theo xe. Và ngoài ra đối với những phiên bản GT này thì quý vị anh chị sẽ thấy là nó có một cái lối thiết kế là kính tràn viền. Đấy, kính tràn viền, chúng ta sẽ không có cái phần khung kính ở đây. Thế cho nên là khi mà chúng ta hạ cái cửa kính xuống này thì nhìn không khác gì những chiếc xe mà mui xếp hay là giống như là những chiếc xe mà mui trần nha quý vị anh chị nhé. Chúng ta sẽ có cái phần nội thất rất là cao cấp, nội thất màu kem. Đấy. Chúng ta sẽ đi lướt một vòng xung quanh xe, sau đó là em Hoàng sẽ giới thiệu chi tiết thêm về những cái phần chi tiết sau nhé quý vị anh chị nhé. Ở hàng ghế thứ hai thì chúng ta sẽ có một cái khoảng không gian ngồi rất là rộng rãi và thoải mái. Ngoài ra thì hai cái phần kính hai bên này thì cũng được trang bị là phần cửa kính điện. Đấy. À, đây là hiện tại là em đang ấn vào cái phần khóa đây. Chúng ta có một cái phần khóa kính ở đây. Đây, thì chúng ta sẽ có cả cái phần này. Đây, rèm điện nhá. Đây là rèm điện, rèm chắn nắng nguyên bản của hai bên luôn. Đấy, quý vị anh chị thấy không ạ? Rất hiện đại luôn.
nó là Series 5 nhưng nó lại thừa hưởng rất nhiều option hay của B Series 7 đấy ạ. Đấy, rất tuyệt vời, ngồi rộng rãi thoải mái vô cùng luôn. Em thời điểm trước thì cũng có một chiếc 528 rồi, nhưng mà thời điểm này thì em lại về thêm chiếc này nhưng mà nó lại còn mới hơn. Đấy, mới hơn cơ bác. Đây, đẹp quá. Thật sự luôn. Không hiểu là BM thời điểm đó lấy cái phong thái lối thiết kế ở đâu mà nhìn trông nó lại đẹp và nhìn trông nó rất là thời thượng như vậy. Đây, hàng ghế thứ hai của chúng ta sẽ là ghế da Dakota nguyên bản theo xe nhé quý vị anh chị nhé. Còn rất là mới luôn này. Đấy, còn căng đét, và ngoài ra thì là đằng sau chúng ta sẽ có cái hệ thống là điều hòa tự động hai vùng riêng biệt, chúng ta có thể tự hiệu chỉnh ở đây. Đấy, thảm 4D 5D sẵn hết rồi. Đấy, chúng ta chỉ việc về và sử dụng thôi. Với cái tầm giá này thì em nghĩ là thay vì chúng ta lựa chọn những cái mẫu GLC quá nhàm chán, một chiếc xe Merc lắp ráp tại thị trường Việt Nam, thì chúng ta có thể sử dụng và lựa chọn những cái mẫu B528IGT. Bản thân những cái chiếc xe như thế này thời điểm mới đã giá nó đã rất là đắt rồi. Đấy, cả lăn bánh vào nó rơi vào tầm khoảng hơn 3 tỷ một chút cơ quý vị anh chị ạ, chứ không hề ít tiền đâu ạ. Đấy. Đây là số VIN của chiếc xe nhé quý vị anh chị nhá. Đấy, rồi là đây là toàn bộ là phần ghế này, ghế phụ cũng được tích hợp chỉnh điện 12 hướng. Đấy, rất nhiều các tính năng. Toàn bộ đây là vân gỗ thật 100% ạ. Và nhìn trông nó rất là đẹp luôn, nó có chiều sâu vì nó là vân gỗ thật mà. Đấy. Dành những cái lời khen thì chắc là có cả ngày thì cũng không hết đâu ạ. Một cái mẫu xe rất là đẹp, một trong những cái mẫu xe mà có thể nói là rất là hiếm hoi chúng ta có thể nhìn thấy và cũng như là được sở hữu nó. Ok, ở bên phần ghế lái thì cũng được tích hợp chỉnh điện này quý vị anh chị này, 12 hướng, và ngoài ra thì ở đây em Hoàng thấy có lưu hai vị trí ghế nữa. Đấy, rất nhiều các cái phần táp bi này, rồi da, đây toàn bộ là da nguyên bản theo xe nhé quý vị anh chị nhé, còn rất là mới luôn. Đây, đây là phần táp lô, vị trí ghế lái, và cũng là cái vị trí mà đáng ngồi nhất của trên chiếc xe này. Đó là nói đến BM là chúng ta sẽ nói đến một chiếc xe thiên hướng về cảm giác lái là nhiều nhé quý vị anh chị nhé. Chúng ta sẽ có một cái vô lăng trợ lực điện rất là nhẹ. Ngoài ra thì chiếc xe này sử dụng công nghệ động cơ là N20. Công suất của nó thì như em Hoàng có tìm hiểu là 194 mã, rất là khỏe. Các phần táp lô của chiếc xe này thì nó thiết kế nó thoải hơn so với những chiếc B520. Nó giúp cho vị trí ngồi của chúng ta nhìn trật phần bao quát ở phía trên này nó khá là giống những chiếc xe SUV. Và bản thân thì khoảng sáng gầm của chiếc xe này thì nó cũng cao hơn so với những dòng xe sedan nhé. Màn hình giải trí là màn hình NBT, một trong những cái màn hình giải trí rất là công nghệ mới. Năm 2016 thì bắt đầu BM phát triển về cái công nghệ màn hình này. Chúng ta sẽ có cả camera lùi, kết nối Bluetooth, AUX, thậm chí là anh em có thể mở rộng cái phần mềm để kết nối được Apple CarPlay ở trên này nhé quý vị anh chị nhé. Rất hay luôn. Chìa khóa thông minh này, các phần cửa gió điều hòa của chiếc xe thật sự còn rất là mới luôn, từ các cái phần chi tiết nhựa nhỏ nhé quý vị anh chị nhé. Đấy, chưa một vết xước nhỏ luôn đấy quý vị anh chị ạ. Thật sự luôn là rất là đẹp. Điều hòa tự động hai vùng riêng biệt này, rồi chúng ta sẽ có cái phần nhựa đen piano ở phía dưới này. Vì là chiếc xe bên em mới lấy về cho nên là cũng chưa có spa qua gì nhiều, và chủ yếu là nguyên bản thôi. Núm điều khiển trung tâm này, phanh tay điện tử auto hold, cảm biến trước sau. Chúng ta sẽ có cả 3 chế độ lái nữa. Hộp số ZF của thời điểm này là hộp số ZF 8 cấp rồi nhé quý vị anh chị nhé. Chiếc xe của em Hoàng thì lăn bánh là 53.887 mai, thì nó rơi vào tầm khoảng 70.000 km. Cũng là một cái số km mà nó đúng theo tính chất của người sử dụng thôi. Đấy. Đây, vô lăng khâu da nguyên zin này, còn rất là mới luôn quý vị anh chị nhé. Còn rất là mới luôn, nó còn nguyên phấn luôn đấy. Đấy. Đây, chúng ta sẽ đi vào cả phần khoang động cơ nữa để quý vị anh chị theo dõi một cách nó dễ dàng hơn. Chiếc xe này thì được trang bị cả hệ thống gương chiếu hậu chống chói rồi. Đấy. Ở phiên bản này không có cửa sổ trời nhé quý vị anh chị nhé. BM thì thật sự là rất ít khi thiết kế cửa sổ trời. Đấy. Và thực ra thì em nghĩ là cái option đó nó cũng chỉ tăng thêm tính thẩm mỹ thôi, chứ còn nó cũng không phải là cái option nó quá quan trọng ở trên những cái mẫu xe Đức. Quan trọng là gì? Quan trọng là cái khối động cơ này, quan trọng là cái cảm giác lái này, và quan trọng là gì? Chế độ an toàn của chiếc xe. Đấy. Ở dưới đây thì là công nghệ động cơ của chiếc xe này thì nó là Twist Power Turbo dung tích 2.0, tuy nhiên thì tỷ lệ moment xoắn rồi cũng như mã lực động cơ của nó thì nó ngon hơn và nó lớn nhất trong cái phân khúc B Series 5. Đấy thì 194 mã. Đấy, như em Hoàng có sự tìm hiểu từ những cái phần chi tiết nhỏ đấy, vì chúng ta là đánh giá một chiếc xe đã qua sử dụng mà. Đây, từ những cái phần ốc nắp cabo này quý vị anh chị này. Đấy, tất cả mọi thứ đều là nguyên zin.
Chiếc xe này thì cabo nó không có phần keo chỉ, tuy nhiên thì chúng ta sẽ phải đánh giá từ những cái phần chi tiết nhỏ khác, ví dụ như là các phần xương đầu xe, rồi là nước sơn zin ở bên trong, rồi các cái phần lớp nỉ ở phía dưới khoang động cơ này còn rất là mới nhé quý vị anh chị. Đấy, từ các phần nhựa này, rồi là các cái phần chi tiết ở bên trong này. Đấy, tai xe. Chiếc xe này thì đã được gia chủ thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng và spa. Đặc biệt là nước sơn ở bên ngoài thì được gia chủ nâng cấp phủ ceramic rồi. Đấy, ở Ceramic Pro, một trong những thương hiệu cũng rất là nổi tiếng ở ở Hà Nội. Đây, từ những cái phần động cơ nhé quý vị anh chị nhé. Đấy, những cái phần từ những cái phần con ốc tăng tì hay là tất cả mọi thứ, từ những cái phần đây, thậm chí tem hộp số vẫn còn nguyên zin này quý vị anh chị này. Đấy, quý vị anh chị có thể nhìn thấy không ạ? Tem hộp số vẫn còn nguyên zin, vẫn còn rất là mới luôn, từ những cái chi tiết nhỏ như ốc bắt bèo, ốc đây là các phần ốc ụ giảm sóc này. Đấy, rồi ốc xương nhôm đầu xe này quý vị anh chị này, chưa một vết vặn nhá, vẫn còn rất là mới và tính chất nguyên bản của chiếc xe này thì gần như là còn nguyên ạ. Đương nhiên rồi, chất lượng thì khi bên em bán ra thì đều có cấp hợp đồng bảo hành cho khách hàng là 1 năm hoặc tương đương 10.000 km, bao gồm các cái tiêu chí là xe không đâm đụng tai nạn, không ngập nước thủy kích, động cơ hộp số nguyên bản, hồ sơ pháp lý minh bạch và số km là nguyên bản theo xe. Vừa rồi thì em Mô Đức Hoàng đã giới thiệu đến quý vị anh chị mẫu BM 528 IGT sản xuất năm 2016, một chiếc xe màu đen nội thất kem rất là đẹp và cá tính đang có mặt tại HHD Xe Auto bên em. Hiện tại mẫu xe này thì bên em đang chào bán với mức giá là 1 tỷ 445 triệu đồng. Có hỗ trợ thêm về giá và ngoài ra thì hỗ trợ trả góp lên đến 75% giá trị xe trong thời gian tối đa là từ 5 cho đến 6 năm nhé quý vị anh chị nhé. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm thì kính mong quý vị anh chị có thể vui lòng liên hệ với em Đức Hoàng theo số hotline được in trên màn hình ạ, là 097 209 9992, hoặc là đến trực tiếp showroom bên em tại địa chỉ 106 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội để có thể được trải nghiệm tất cả những mẫu xe Đức đang có mặt tại bên em nhé. Một lần nữa em Đức Hoàng xin trân trọng cảm ơn ạ.